vải ha. Rồi ở trên túi vải thì thường sẽ có tem thể hiện tên sản phẩm, nơi sản xuất và mã vạch. Mình sẽ mở ra nè. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa? Ở cái phần tem của cái hộp nhựa thì theo như mình thấy á, thì đa số là sẽ là tem có cái đường chữ nó là răng cưa nha các bạn, chữ răng cưa nha. Rồi ở phía trên đây á, thì có một cái tem trong suốt nè, chỉ có một cái tem trong suốt thôi. Than. Và đây furolunabamin. Màu đen rất là quyền lực luôn, rất là manly luôn. Đẹp chưa, xinh chưa? Thôi bây giờ mình sẽ nói tới mấy cái phụ kiện đi kèm cho để nghía cái máy không hết ngày giờ. Đây phụ kiện đi kèm là nó sẽ nằm ở trong cái hộp giấy này nha. Mình luôn nhắc tới nhắc lui các bạn là đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên. Các bạn quên các bạn dùng mất tiêu luôn. Thông thường những cái dòng full á thì nó sẽ có túi vải đi kèm như thế này đây, cái túi vải này nè. Còn những cái dòng mini thì không có đâu nha. Và cái này là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, giấy hướng dẫn sử dụng. Còn cái này là cái sample serum. Còn cái này là cái dây sạc đó. Rồi là hết những cái thứ đi kèm là có nhiêu đó thôi đó. Rồi ai muốn ngóng trong review em này thì các bạn hãy like với lại share video của mình để mình có thêm thật là nhiều động lực làm tiếp video sau nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt bảo hành Lunaba nha. Cái em này là Foreman nhưng mà các bạn dùng cho Lunaba cũng được luôn. Trước tiên là chúng ta phải xác định coi máy chúng ta đã có mở Bluetooth chưa, có mạng chưa. Là hai thứ này là quan trọng nha. Rồi tiếp theo là chúng ta vào app Foreo, cái app màu hồng nè. App của mình thì có lưu sẵn tài khoản Foreo của mình rồi. Nếu như bạn nào chưa có thì các bạn phải có tài khoản của Foreo thì các bạn đăng nhập mới được nha. Thì cái cách tạo tài khoản Foreo mình có hướng dẫn rồi, các bạn xem ở đường link mình để phần mô tả video này. Và khi mà chúng ta đã có tài khoản rồi và chúng ta đăng nhập vào app rồi thì nó sẽ hiện ra như thế này nè. Thì nó sẽ hiện ở trên, các bạn nhìn cái thanh công cụ ở trên cùng luôn. Các bạn thấy đây nó hiện, đây là tất cả những máy mà mình đang sở hữu. Máy nào mình kích hoạt bảo hành đó, thì nó sẽ hiện ở trên app luôn, là đây, gia tài của mình đây. Đó, rồi đối với bạn nào chỉ chưa có cái nào hết thì nó sẽ không hiện cái mấy cái hình này đâu. Nó chỉ hiện một cái dấu cộng ở trên góc bên trái dấu cộng. Và nó có cái dòng chữ là add cái sản phẩm mới vào. Thì lúc đó bạn có thể cộng, nhấn vào dấu cộng này để chúng ta add dòng mới. Đó, thì đây là một cách. Hoặc là các bạn có thể vào đây nè. Các bạn thấy hình cái biểu tượng cái máy rửa mặt không? Các bạn vào đó. Và cũng có thêm cái dấu cộng ở đây, add sản phẩm mới luôn, hai cách, bạn làm cách nào cũng được. Tiếp theo khi mà chúng ta vào đây rồi thì các bạn thấy là nó sẽ hiện ra máy rửa mặt, bare, UFO, Iris, tất cả các thứ, tất cả các máy mà Furo đang có. Thì chúng ta đang là kích hoạt máy rửa mặt, cho nên chúng ta chọn Luna nè, Luna series nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quét cái mã đích máy nha. Dùng để cái camera để mà quét được cái mã đích máy này nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ quét. Và các bạn thấy là app đang hướng dẫn cho chúng ta là đè cái nút nguồn của máy thì mình sẽ đè. Đè liền lực và đè không có lơi lực nha các bạn. Đè liên tục luôn. Đó. Rồi, qua bước này thì các bạn thấy là trên app đã hiện thông số của cái máy của chúng ta, bao gồm mã đích máy nè, thời hạn bảo hành nè, rồi cái tên máy của chúng ta nè. Và các bạn thấy là ở đây á, app sẽ kêu chúng ta điền ba cái thông tin nè, ba cái thông tin còn trống nè. Thì nếu như các bạn không biết gì tiếng Anh hết trơn á, các bạn nhấn đại vô đây. Đó, thì cái gì nó hỏi nè. Nhìn cái này là nó biết là mình, nó hỏi mình đang mua máy này ở đâu. Thì mình mua ở online store, tức nghĩa là mua trên web chính hãng đó. Đó, thì nhấn vô. Đó, chọn online store. Tiếp theo mình cũng không hiểu nó đang hỏi cái gì, cái ô thứ hai cứ nhấn đại vô. Đại vô coi nó hiện ra cái gì. À, nó hiện ra ngày tháng thì chắc chắn là nó đang hỏi mình là ngày tháng mình mua cái máy này. Và mình mua là ngày 15 tháng 5. Đó, rồi tiếp theo nữa
không cần biết nó hảo hình gì, nhưng mà nó thấy mình thấy là nó kêu mình up cái hình lên, tức nghĩa là cái hình bằng chứng mua hàng của mình đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ up lên. Nếu bạn nào mà có bill giấy á thì các bạn sẽ chọn là chụp cái tấm hình, chụp cái mã bill lại. Còn nếu mà bạn có bill online giống như là như bà bạn nào mà mua hàng của Tini hoặc là mua nhờ Tini mua hộ á, thì tất cả những cái thông tin này Tini có gửi cho các bạn hết. Vì Tini mua online ở trên web Folio chính hãng cho nên là mình có cái mã bill online có sẵn ở trong máy rồi, cho nên là mình sẽ chọn hình ở trong máy. Thì các bạn thấy cái mã bill của mình nó rất là dài, nhưng mà chúng ta nên là di chuyển cái mã bill sao cho mà cái mã mua hàng của chúng ta nó nằm ở giữa màn hình, giữa cái ô vuông này nè. Đó. Rồi chúng ta nhấn chọn. Vậy là xong. Rồi chúng ta nhấn lưu lại. Nè, nhấn cái chữ màu đen đen này nè. Lưu lại. Đó, vậy là chúng ta đã lưu lại thông tin của máy chúng ta ở trên app của Folio, tức nghĩa là chúng ta đã kích hoạt máy thành công rồi. Và để kiểm tra coi chúng ta có kích hoạt máy thành công hay chưa thì các bạn ra lại trang chủ ở trên app Folio. Có cái nhà nè, phải ra trang chủ nè. Và các bạn thấy là đã hiện lên cái sản phẩm của chúng ta rồi, Luna Foreman nè. Nó đã hiện ở trên cái thanh công cụ là tất cả những sản phẩm của mình rồi đó. Vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công rồi đó. Và lưu ý nha, nếu như mà các bạn mua hàng chính hãng ở trên web Folio chính hãng thì các bạn sẽ có những cái thông tin nãy giờ mà Tini hướng dẫn. Có 3 cái thông tin để mà chúng ta up lên trên web, trên app á. Hoặc là các bạn mua hàng của Tini thì Tini có cung cấp cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn mua ở những chỗ nào mà không có thông tin cụ thể, ví dụ như là không có ngày mua cụ thể nè, không có nơi mua rõ ràng nè, và không có bằng chứng mua hàng, tức nghĩa là cái mã bill mua hàng á, và cái mã bill mua hàng này là phải được Folio chấp nhận nha. Chứ các bạn lấy cái mã bill nào đó mà của shop ABC nào đó các bạn chụp vô á thì app nó không hiểu, nó vẫn sẽ nhận, nhưng mà sau này khi mà chúng ta bảo hành á thì hãng không chấp nhận, thì lúc đó sẽ rất là khó khăn trong việc bảo hành luôn. Và thông thường khi mà không có bằng chứng mua hàng rõ ràng á các bạn, thì chúng ta sẽ bị tính bảo hành theo cái cách là tính từ ngày sản xuất của máy, chứ không phải là tính từ ngày mà hãng bán cho chúng ta. Đó thì chúng ta sẽ bị lỗ cái ngày bảo hành. Ví dụ như cái máy này sản xuất từ năm 2018 đi, thì bây giờ là 2021 rồi, là chúng ta đã hết hạn bảo hành rồi, nếu như mà chúng ta không có bằng chứng mua hàng cụ thể đó nha. Một số trường hợp là app nó bị điên, nó sẽ không nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta ở trên app, nhưng mà chúng ta đã kích hoạt bảo hành thành công rồi. Cho nên là để thử lại chắc ăn nhất thì các bạn vào web folio.com, sau đó là chúng ta đăng nhập cái tài khoản Folio của chúng ta, rồi chúng ta vào tài khoản của mình, vào thông tin tài khoản của mình nha. Rồi sau đó rồi chúng ta sẽ chọn phần warranty claim đây, cái dòng thứ hai từ dưới điểm lên, thì kéo xuống thì bạn thấy sẽ có tất cả các dòng máy của chúng ta đã kích hoạt bảo hành thành công luôn. Thì chúng ta tìm dòng hồi nãy chúng ta kích hoạt bảo hành, đó chính là Luna 3 Men màu đen. Đây, đã có thể hiện ở trên đây rồi. Đó, thì nếu như mà đã có thể hiện ở trên cái tài khoản ở trên web Folio rồi, tức nghĩa là máy chúng ta đã kích hoạt thành công. Và sau này nếu như mà lỡ cái máy này có bị hư thì chúng ta cũng vào y như vậy, và chúng ta nhấn vào phần Make a Claim, thì chúng ta sẽ gọi là yêu cầu bảo hành, và chúng ta gửi một cái yêu cầu bảo hành đến với Folio rồi đó các bạn. Thì chúng ta sẽ vào đây nè để chúng ta yêu cầu bảo hành nè. Đó. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng máy Luna 3 ở trên app Folio, tại vì cái máy cái dòng này á, là bắt buộc chúng ta phải set up ở trên app hết rồi chúng ta mới dùng được. Thì cái hướng dẫn này các bạn có thể áp dụng được cho Luna 3, Luna 3 Foreman hoặc là Luna 3 cộng đều được hết nha, nó sẽ giống giống với nhau hết. Thì ở đây trên Tati thì có Luna 3 nè. Luna 3 này là Foreman màu đen. Rồi, thì khi mà chúng ta đăng nhập vào app rồi á, và app sẽ thể hiện là những cái danh sách máy của chúng ta đang có nè. Thì chúng ta chọn vào cái sản phẩm chúng ta muốn sử dụng, Luna 3 Foreman. À, thì các bạn thấy khi mà chọn vào thì nó sẽ sổ ra rất là nhiều danh sách. Trước tiên, ở cái dòng đầu tiên dấu chấm hỏi, có nghĩa là nhấn vào thì là thông tin về máy của chúng ta. Thì cái lúc này, cái này á là mình không cần lưu ý nhiều, không cần quan tâm nhiều đâu, tại vì cái này cũng thông tin về máy lúc mình kích hoạt bảo hành là đã có rồi. Dòng thứ hai là sẽ là kiểu như là giống như là hướng dẫn cho chúng ta sẽ dùng cái máy này như thế nào, kiểu như vậy á. Nè, ho bọt lên trên mặt nè, rồi đi máy trên mặt, rồi rửa sạch, là kiểu kiểu như vậy đó.
Tiếp theo là đến dòng thứ ba, đó chính là hướng dẫn cho chúng ta cách vệ sinh máy. Thì cái này Tini đã có làm một video cực kỳ chi tiết luôn, các bạn có thể theo dõi tham khảo video đó ở phần mô tả video này. Trước tiên là chúng ta phải rửa sạch máy nè, rồi lau máy bằng khăn bông nè, rồi định kỳ thì chúng ta nên vệ sinh máy bằng cái chai xịt vệ sinh của hãng Coro luôn, thì máy chúng ta nó mới được mới được bảo vệ tốt, với lại là không bị nấm mốc, đặc biệt là mốc nha. Tại vì một số bạn nam thì khi mà sử dụng thì các bạn không có quan tâm đến vấn đề vệ sinh thì máy dễ bị mốc lắm, mà các bạn biết bị mốc rồi thì nó dễ bị ảnh hưởng đến cái tình trạng da của chúng ta lắm đó. Dòng tiếp theo thì các bạn thấy là nó có cái biểu tượng hình kính lúp nè, nhìn thôi là mình đã biết cái gì rồi đúng không, nhấn vào là nó sẽ tìm máy cho chúng ta. Ủa nãy mới tìm xong đó, bạn thấy nè, khi mà mình tìm thì nó sẽ rung cái máy vậy á. Đó, đó, đó. Ui sợ quá, chạy ra hơi rung hơi cái nó bầm luôn điện thoại quá. Rồi, và bốn cái dòng ở phía dưới này là bốn cái dòng quan trọng cho chúng ta nè, bốn cái dòng này là chúng ta sẽ thao tác máy trên da đó. Tới cái bước này thì Tini phải dùng hai máy và hai cái app luôn để cho các bạn thấy sự khác biệt. Tại vì tình cờ khi mà Tini quay cái clip này thì Tini mới phát hiện rằng là cái em Formen này ở cái bước treatment thì nó sẽ hơi khác hơn so với cái em Luna thường. Luna thường thì dành cho nữ, còn cái này là dành cho Formen. Thì đối với cái bước này nè, ở cái app với cái máy Formen thì mình cho các bạn xem. Nhấn vào treatment ha. Thì thông thường ở bên bạn nữ ở bên những cái máy dành cho nữ thì treatment này có nghĩa là chúng ta sẽ massage chung với serum đó các bạn, nhưng mà ở bên Formen này thì Tini cảm thấy là nó giống như là hướng dẫn sử dụng máy một lần nữa cho chúng ta vậy á, chứ nó không có liên quan gì đến cái việc treatment hết trơn á. Cho nên là các bạn nam có thể vào đây nghiên cứu thử xem coi là các cách sử dụng máy như thế nào á, thì Tini nghĩ như vậy nó sẽ hay hơn là chúng ta dùng kết hợp với kết hợp để massage. Tại vì thật ra một chút xíu nữa ở phía dưới là nó sẽ có cái tính năng massage riêng, thì Tini nghĩ là chúng ta dùng massage ở phía dưới thì nó sẽ hay hơn là massage ở trong cái treatment này đó. Và thì các bạn nam khi mà dùng app thì các bạn có thể vào đây nghiên cứu thử nha. Còn đây nè, để Tini cho các bạn xem treatment của bên máy Luna thường, không phải là Luna Formen mà là Luna Forger, tạm gọi như vậy đi nha. Tại đây mình sẽ nhấn vào treatment nè. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ có tầm khoảng bốn cái cách dùng cho chúng ta, dùng là ở bốn vùng khác nhau đó. Thì các bạn rảnh rỗi các bạn có thể vào đây nghiên cứu là các bạn muốn massage ở vùng nào á, thì chúng ta sẽ chọn video ở vùng đó, như ở đây nè. Thì mình sẽ chọn thử một video các bạn xem. Ví dụ như bạn muốn chọn cái video ở vùng miệng này đi, thì mình sẽ nhấn vào Start Treatment. Đó, rồi đợi cái app load video lên thì chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ làm theo theo hướng dẫn ở trong app luôn. Rất là đơn giản luôn. Đó. Cái này là sau khi chúng ta thoa serum rồi nha các bạn, mặt của chúng ta đã có serum rồi đó. Rồi cái cách đi máy như thế nào á thì các bạn cứ cứ làm đúng theo trong app là được. Đúng theo trong video này là được rồi đó. Đó thì các bạn thấy là hai cái treatment của hai bạn Forger và Formen nó khác nhau nha. Đó thì ở trong này có bốn cái video. Cái phần cài đặt này thì mình sẽ thử hai app luôn các bạn. Formen nè. Mình nói là Forger nhưng mà bạn của mình không chịu, bạn đòi là For Woman. Thì thôi mình cho For Woman. Thì mình cảm thấy là hai cái giao diện này giống nhau hết. Thì ở đây á là hãng ở trên app sẽ gợi ý sẵn cho chúng ta luôn. Đây là mỗi một vùng da đó các bạn, ở đây là hai bên má nè, cằm nè, ý quên trán nè và cằm nè. Thì da thì thường thường app sẽ chia ra làm bốn vùng, thì các bạn thấy là app sẽ gợi ý cho chúng ta là 15 giây mỗi vùng. Thì Tini thấy đây là cái thời gian thích hợp luôn, các bạn đừng tham quá khi mà sử dụng Foro, các bạn sử dụng máy rửa mặt Foro, các bạn đừng tham quá mà các bạn để lâu ở trên da nha các bạn. Tại vì các bạn biết sao không, những cái gai silicon này đúng là nó rất là mềm, nó thân thiện với làn da của chúng ta, nhưng mà nó chỉ thật là hiệu quả khi mà chúng ta dùng nó ở thời gian thích hợp thôi. Còn nếu như mà chúng ta dùng lâu quá, thời gian hết rồi á, với lại là cái bọt sữa rửa mặt của chúng ta nó đã hết rồi á, mà chúng ta cố chấp chúng ta dùng lâu hơn nữa, chúng ta muốn là làm sạch hơn nhưng mà vô tình là nó sẽ hại làn da chúng ta, là nó sẽ ma sát nhiều ở trên da mặt của chúng ta và nó dễ làm cho chúng ta da chúng ta bị kích ứng, với lại nó mụn hơn đó. Cho nên là dùng cái gì nó cũng ở thời gian hợp lý thì nó sẽ hay hơn. Rồi thì ở đây nè, các bạn có thể chọn thời gian rung và chọn độ rung cho từng vùng da. Ví dụ như vùng trán nè, thì các bạn muốn thay đổi thì các bạn nhấn vào đây, thì cứ cộng và trừ thôi,
Các bạn muốn giảm thì các bạn trừ, các bạn muốn tăng thì các bạn cộng. Thời gian cũng vậy, các bạn muốn giảm thì trừ, muốn tăng thì cộng. Nhưng mà đối với Tini thì Tini luôn để là 15 giây cho mỗi vùng da, hoặc là 10, từ 10 đến 15 giây cho mỗi vùng da. Còn cái độ rung thì các bạn chọn như thế nào thích hợp với cái sở thích của bạn là được, không bắt buộc nha. Còn đối với những bạn nào mới sử dụng lần đầu thì Tini khuyên các bạn là hãy để 10 giây ở mỗi vùng da và độ rung ở khoảng giữa, là tầm khoảng 8 thôi các bạn. Từ 8 trở xuống thôi. Để làm chi? Để cho da của chúng ta nó có cái gọi là quen với cái nhịp điệu của máy rửa mặt. Rồi chúng ta dùng tầm khoảng 3 đến 4 tuần, khi mà da chúng ta quen rồi á thì chúng ta mới là bắt đầu tăng độ rung, tăng thời gian rung theo sở thích của mình. Sau khi mà chúng ta đã set up thời gian cũng như là độ rung cho từng vùng da rồi thì chúng ta tới bước tiếp theo là bước bắt đầu rửa mặt. Đó, thì các bạn thấy là khi mà chúng ta nhấn bắt đầu á thì nó sẽ thể hiện lại cái thông số mà hồi nãy chúng ta đã chọn á, chúng ta đã chỉnh rồi á. Thì ở bước này thì chúng ta cứ nhấn bắt đầu thôi. Đó, thì máy sẽ rung nè. Nè, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây. Đây, ở vùng nào thì nó sẽ chạy ở vùng đó. Các bạn thấy thời gian ở vùng đó nó bắt đầu đếm ngược nè. Đó, thì khi mà hết thời gian thì chúng ta sẽ chuyển vùng. Đó, và các bạn để ý nè, khi mà cái này hết thời gian thì máy sẽ ngắt nhịp một cái để cho chúng ta, vì dù chúng ta không nhìn vào app thì chúng ta cũng sẽ biết được, cái tay của chúng ta cảm nhận được là máy đang ngắt nhịp thì chúng ta sẽ chuyển vùng da. Đó rất là hay nha các bạn, follow rất là hay ở khoảng đó. Chỉ cần chúng ta thấy máy ngắt nhịp cái thì chúng ta chuyển vùng da là hợp lý, không cần phải canh thời gian, không cần phải nhìn vô app. Đó, thì các bạn thấy là sau khi mà thời gian hết và chạy xong hết cái liệu trình đó thì là máy sẽ tự dừng. Và các bạn lưu ý là chỉ có những cái dòng nào mà chúng ta set up thời gian dừng ở trên app được như thế này thì nó mới tự dừng theo 1 phút của chúng ta set up. Còn nếu như mà những cái dòng máy không set up thì trên app, như ví dụ như là mini 2 hay là mini đồ á, thì là phải 3 phút sau nó mới dừng được nha các bạn. Bây giờ thì Tini sẽ thử bên app của Forman thì nó cũng giống hệt vậy hả? Các bạn sẽ nhấn nút bắt đầu. À, cái nút phía trên nó là để dành cho chúng ta giống như soi gương vậy các bạn, là nó sẽ bật cái camera trước lên thì nó sẽ cho chúng ta thấy được cái gương mặt của chúng ta. Mà cái này mình không sử dụng, mình sẽ dùng bắt đầu. Đó, thì nó vậy đó. Còn nếu mà không dùng nữa thì stop, vậy là xong. Thì cái này, ở cái bước này thì cả hai máy For Woman hay là For Man đều giống nhau hết. Xong rồi thì chúng ta ra ngoài. Và tiếp theo là cái bước cuối, Star Massage. Thì cả hai giao diện này nó không khác nhau nhiều. Nói chung có khác một chút xíu, khác về cái cách thể hiện thôi, nhưng mà Tini thấy nó cũng giống nhau á. Giờ mình sẽ bắt đầu thử nha. Đó, thì nó rung. Thì ở cái bước này nè, cái rung này nè, Tini thích dùng cái massage này hơn là cái massage hồi nãy. Tại vì cái massage này chúng ta thích để máy ở đâu thì để, thích massage vùng nào thì massage, và thích chỉnh cái độ rung nó như thế nào là quyền của chúng ta nè. Nếu mà các bạn muốn rung ít rung nhiều, đó là quyền của chúng ta. Cái này thì chúng ta bật lên thì máy sẽ rung. Rồi chúng ta sẽ dùng cái mặt phía sau này nè. Rồi chúng ta đi máy trên mắt hay là cằm hay là mũi miệng gì đó tùy sở thích của chúng ta, và đi trong thời gian bao lâu là tùy sở thích của chúng ta luôn. Cho nên là Tini thích dùng cái chức năng massage ở Star Massage hơn là ở cái chức năng là treatment đó. Thì bên đây cũng vậy luôn, mình sẽ thử cho các bạn nha. À, thì nó xung. Thì chúng ta có thể tăng giảm đó, tăng rung và giảm rung theo dấu cộng dấu trừ ở đây nè. Đó, vậy là xong, còn không thể nữa thì stop. Sau khi mà chúng ta đã set up hết các thứ ở trên web, trên app Foro rồi á, thì những lần sau chúng ta không cần phải lên app nữa. Và bây giờ mình sẽ tắt app, tắt kết nối Bluetooth đi ha. Đây mình cũng sẽ tắt cái đó hơi tốt đi. Rồi, thì sau khi mà máy chúng ta đã không còn kết nối với app nữa rồi á, và chúng ta đã set up thời gian theo sở thích rồi á, thì chúng ta nhấn. Nhấn một lần thì máy sẽ rung. Máy sẽ rung này tức nghĩa là máy là đang rửa mặt đó các bạn. Và sau khi mà rửa xong thì chúng ta đè tầm khoảng 3 giây thì máy sẽ tắt. Thì cái này gọi là dùng chai là dùng không có app. Và cái chức năng dùng chai này thì chúng ta chỉ dùng được với chức năng rửa mặt thôi. Còn nếu như mà chúng ta thoa serum và chúng ta muốn massage thì chúng ta bắt buộc phải có app nha. Ở bên đây cũng vậy, For Woman cũng vậy luôn. Nếu như mà không có app thì chúng ta nhấn cái nút ở phía sau nè, nhấn nút nguồn. Đối với ha,
Tiếng đi thấy cái chỗ này này nha, hơi khác nha. Không biết là cái lô sản xuất khác nhau hay không. Tại vì cái em Foreman này thì Tini nhận sau. Còn cái em For Woman này thì Tini nhận trước, gần như là đời đầu luôn. Cho nên đó, là cái máy này khi mà chúng ta muốn mở thì chúng ta phải nhấn 2 lần. Còn cái máy Foreman thì chúng ta chỉ nhấn 1 lần thôi. À cái này mình lưu ý nha, là khi mà chúng ta chạy chai như thế này á thì nó sẽ chạy theo cái liệu trình mà mình đã set up sẵn ở trong app. Tức nghĩa là 1 phút sau thì máy sẽ tự tắt. Nhưng mà nếu như mà chúng ta rửa mà chưa tới 1 phút mà chúng ta muốn tắt máy á thì chúng ta đè nút nguồn phía sau. Vậy thôi à, rất là đơn giản ha. Video của Tini đến đây hết rồi, và nếu như mà bạn thấy hay thì nhớ là like và lại chia sẻ video tiếp Tini nha. Với cả là Tini cũng có nhận mua hộ tất cả các dòng máy rửa mặt cũng như là tất cả các sản phẩm của Furo ở trên trang web Furo chính hãng luôn. Nếu như mà bạn nào muốn tham khảo thêm thông tin về cái việc mua hộ á thì hãy tham khảo phần mô tả video này, mình có để chi tiết ở dưới. Và nhắc lại là cái dịch vụ mua hộ máy của Tini á là sẽ cung cấp tất cả những cái thông tin cho các bạn bảo hành máy, và Tini sẽ hỗ trợ cho các bạn bảo hành máy suốt đời máy của chúng ta luôn. Tức nghĩa là bất cứ khi nào mà bạn đã gửi cho Tini mua hộ máy rồi và nhận máy thành công rồi, các bạn dùng trong cái thời gian bạn dùng máy, bất cứ khi nào mà máy hư bạn cứ inbox cho Tini, Tini sẽ hỗ trợ cho các bạn để mà bạn liên hệ với hãng Foro dễ dàng hơn nha.